Nhắc tới Sài Gòn, người ta thường nghĩ ngay đến các điểm du lịch quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, cảng Nhà Rồng, công viên nước Đầm Sen, cùng với văn hóa cà phê và đồ ăn đường phố độc đáo. Nhưng hiện nay, còn có một điểm đến mới rất thu hút khách du lịch ghé thăm đó. Đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ, một điểm du lịch lý tưởng không chỉ với người dân Sài Gòn mà ngay cả du khách gần xa đều thích thú đến chơi và thưởng thức. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được biết đến là con đường đẹp nhất Sài Gòn bởi nơi đây tập trung rất nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố, từ cổ kính đến hiện đại. Nếu có dịp ghé chân đến các con phố này, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ của những tòa kiến trúc ở hai bên đường. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm nhấn trong mỹ quan đô thị, kiến trúc của khu vực trung tâm thành phố, là công trình trọng điểm chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Công trình có chiều dài 670m, rộng 64m với tổng kinh phí đầu tư gần 430 tỷ đồng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được xây dựng với cơ sở hạ tầng và kỹ thuật hiện đại và hoàn chỉnh, bao gồm nhà vệ sinh ngầm dưới lòng đất, hệ thống thoát nước, vỉa hè, hai đài phun nước nghệ thuật. Các cây dầu, giáng hương, lộc vừng đã được trồng xong, 36 cây sứ dọc tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trổ hoa trắng xóa được vừa tạo nên một không gian tươi mát ven đường đi, lại càng tô điểm cho phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên thân thiện với môi trường hơn. Phần quảng trường Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng gồm một trục đường đi bộ ở giữa lát đá granite dày 10cm, hai bên là hai làn đường dành cho phương tiện lưu thông. Ngăn cách giữa trục đường đi bộ và hai làn đường dành cho những hàng cây xanh xen kẽ, các bồn hoa. Quảng trường còn được lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, nhạc nước hiện đại, hai khu tầng hầm, bố trí trung tâm giám sát và điều khiển hệ thống camera, chiếu sáng, nhạc nước, nhà vệ sinh công cộng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tổ chức các buổi biểu diễn, diễu hành, meeting, lễ hội đường phố, đường hoa, hoạt động triển lãm văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật của thành phố. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đã được phủ sóng wifi miễn phí 24/24 giờ để phục vụ du khách tham quan, với tổng dung lượng đầu ra có tốc độ cao, đảm bảo nhiều người có thể truy cập cùng một lúc.